Người phụ nữ đang quay video này, cô ta tên là Lý Nhược Nam. 6 năm trước, cô đã phạm phải một điều cấm kỵ đáng sợ. Kể từ đó, cô như mắc phải một lời nguyền, khiến cho bố mẹ cô cũng bị liên lụy. Cô phải liên tục tiếp nhận trị liệu của bác sĩ tâm lý và còn đưa bé con gái vừa chào đời vào một trại mồ côi, mà tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ 6 năm trước. 6 năm trước, cô và bạn trai A Đông cùng một người bạn tên A Nguyên, ba người lập nên một kênh YouTube có tên Biệt đội Săn Ma, chuyên đi khám phá những địa điểm tâm linh. Lần này, ba người dự định về quê của A Đông để khám phá một nơi đáng sợ. Nhưng không ngờ, vừa bắt đầu đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Bánh xe của họ mắc kẹt phải một bức tượng, Nhược Nam vì mang thai nên không ngừng nôn mửa. Sau đó, bọn họ đi đến một cái thôn nhỏ gần đó, người dân nơi đây đang chuẩn bị tiến hành một nghi lễ cúng bái. Vốn dĩ không cho người lạ vào, thế nhưng cụ bà lớn tuổi nhất trong thôn, sau khi xem qua bàn tay của Nhược Nam lại đồng ý để cô ở lại. Trên đường vào trong, Nhược Nam nhìn thấy những người dân trong thôn đang tất bật chuẩn bị cho lễ cúng, có người còn bắt cả một bát sâu. Trước khi nghi lễ chính thức bắt đầu, ba người họ phải cúng bái Phật mẫu, hơn nữa còn phải kính dâng cả tên họ của mình. Bà cụ cắt một nhúm tóc của một bé gái, sau đó bé gái đi đến nói với Nhược Nam, Phật mẫu rất thích đứa con trong bụng cô, khi nào đứa bé có tên cũng phải đến đây dâng lên cho Phật mẫu. Tối đến, bọn họ lén lút đi quanh người dân trong thôn thực hiện nghi lễ. Lúc này, bé gái kia đã chú ý đến bọn họ, nói muốn đưa bọn họ đến một nơi rất vui. Cô gái đưa Nhược Nam vào một đền thờ, sau đó chui xuống dưới cái bàn. Nhược Nam phát hiện trên bàn bày rất nhiều tượng Phật kỳ quái, toàn bộ đều quay lưng về phía cô. Bên trên còn có một tấm bùa với một biểu tượng kỳ lạ, trần nhà thì rỉ ra thứ chất lỏng đáng sợ. Lúc này, cô bé lấy một cái hộp bánh ra, bên trong toàn là ếch, dường như cô bé xem chúng nó như vật nuôi vậy. Cô bé còn kêu Nhược Nam dùng tóc bón cho những chú ếch bên trong ăn. Nhược Nam để ý đến lỗ tai của cô bé. Cô bé nói cho Nhược Nam biết, vì cô bé được thần linh chọn, nên Phật mẫu đã dùng thịt của mình để bảo vệ mọi người. Lúc này, khắp căn phòng vang lên những tiếng động lạ, toàn bộ tượng Phật đều quay sang nhìn họ. Cô bé thấy vậy vội vàng kéo Nhược Nam lại, miệng không ngừng đọc thần chú. Chuyện bọn họ xông vào đền thờ đã bị mọi người phát hiện, vì thế mà ba người họ bị nhốt lại, may mà A Đông cậy được cánh cửa. Sau đó, bọn họ chuẩn bị tiến vào địa đạo kinh khủng của gia tộc nhà họ Trần. Trên đường đi, chứng nôn nghén của Nhược Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. A Đông nói với cô, nếu như sinh em bé, hãy đặt tên cho đứa bé là Trần Lạc Đông. Lúc này, tiếng nhạc vang lên, nghi thức cúng bái Phật mẫu cũng chính thức bắt đầu. Sau khi hoàn thành nghi thức, đợi người dân đi khỏi đó, mấy người họ đến trước địa đạo, phát hiện cô bé kia toàn thân toàn là thần chú, hơn nữa còn đang hôn mê bất tỉnh. A Nguyên mặc kệ lời khuyên ngăn mà đập vỡ cánh cửa địa đạo. Bỗng có tiếng trẻ em khóc phát ra từ bên trong. A Đông sợ có một đứa bé nào đó đang bị nhốt, thế là anh ấy và A Nguyên quyết định tiến vào địa đạo tuyệt đối không được vào. Đột nhiên, cô bé phát ra những tiếng kêu đau đớn. Quần của Nhược Nam cũng chảy ra máu tươi, còn A Nguyên thì kêu là thảm thiết, chạy ra khỏi địa đạo như bị ma đuổi, máy quay mà họ mang theo cũng rơi ngay cửa đường hầm. Cuối cùng, người nhà cũng đem được thi thể của A Đông từ dưới địa đạo ra ngoài. Nhược Nam cầm theo máy quay phim trở về thôn tìm kiếm A Nguyên. Trên đường đi, dường như cô nghe thấy A Nguyên đang nói chuyện với ai đó. Sau đó, hàng loạt hiện tượng kỳ dị trong thôn liên tục ập đến, khiến Nhược Nam sợ hãi đến đứng người. Hoảng sợ đến cực độ, điều mà cô chỉ có thể làm bây giờ là mau chóng rời khỏi nơi này. Cũng chính vì vậy, Nhược Nam đã mắc phải các vấn đề về tâm thần, buộc cô phải trị liệu tâm lý trong một thời gian dài. Sau 6 năm sau, tinh thần của cô cũng bình ổn trở lại, cuối cùng cũng có thể đón bé con gái Đóa Đóa ở trại mồ côi về. Nhược Nam còn dùng máy quay phim, quay lại từng khoảnh khắc bên con gái như một cuốn nhật ký. Hai mẹ con cũng từ từ trở nên thân thiết với nhau, cô còn nói cho con gái biết tên thật của cô bé là Trần Lạc Đồng. Dường như cô đã quên mất lời của bà cụ đã nói năm xưa, rằng sau khi đứa bé trong bụng cô có tên, tên của đứa bé cũng sẽ dâng lên cho Phật mẫu. Kể từ đó, những chuyện kinh dị cứ liên tiếp xảy ra. Khi cô đang quay video, bỗng nhiên đèn trong phòng chợt phụt tắt một cách kỳ lạ, nắp sữa bò trong tủ lạnh cũng bị mở ra, cửa cũng bị mở, đèn ở hành lang thì giống như có ai đó đang liên tục tắt mở, cùng với tiếng rên của một người phụ nữ ở cầu thang. Thấy vậy, Nhược Nam lập tức chạy đi kiểm tra con gái. Chiếc bồn cầu trong phòng lại tự động xả nước vô cùng kỳ dị, nhưng khi cô vừa quay đầu lại thì đã không thấy con gái đâu nữa. Sau đó lại phát hiện cô bé đang thì thầm nói chuyện với ai ở ngoài sân, miệng cứ liên tục đọc ra tên của mình. Lúc này, Đóa Đóa giống như bị trúng tà, không ngừng gào thét. Mà đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ở chỗ làm việc của Nhật Nam, đột nhiên, những con sâu xuất hiện khắp mọi nơi, chúng giống y hệt như những con sâu ở chỗ Phật mẫu 6 năm trước. Lúc này, giáo viên ở trường mầm non gọi cho Nhược Nam, nói Đóa Đóa đã cắn vào tay một cậu bé trai trong trường. Trên đường về nhà, Đóa Đóa nói với Nhược Nam, bởi vì cậu bé kia gọi mình là đồ điên, nên cô bé mới cắn cậu bé.
Trở về nhà, Nhược Nam còn phát hiện con gái cứ liên tục hét lên trần nhà, nói trên trần nhà có kẻ xấu, muốn Nhược Nam đuổi kẻ xấu ra ngoài. Nhược Nam không hề thấy gì, chỉ đành giơ tay lên theo hướng mà con gái chỉ, sau đó đem nó ra khỏi căn phòng, nhưng con gái vẫn cứ nhìn lên trần nhà, miệng cứ liên tục kêu thứ gì đó mau đi xuống. Hôm sau, thầy giáo nói với Nhược Nam, Đoá Đoá rất mất tập trung, cứ liên tục nhìn lên trên trần nhà rồi nói chuyện một mình, điều này làm cho những bạn học khác xa lánh cô bé. Vì vậy, Nhược Nam đã mua đồ chơi mới cho những bạn học trong lớp để các bé lại đồng ý làm bạn lại với Đoá Đoá. Khi Nhược Nam đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà, đột nhiên mũi của cô bắt đầu chảy máu. Còn ở trường học, thầy giáo cũng quay lại được một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Anh ấy thấy một cánh tay dài đang vươn tay về phía Đoá Đoá. Sau khi về nhà, Đoá Đoá cũng trùm chăn lên tất cả món đồ chơi của mình, nói không muốn đồ chơi của mình nhìn thấy kẻ xấu. Nhược Nam thấy vậy liền an ủi con, mỗi khi con thấy sợ, hãy nhắm mắt lại và đọc ra ba thứ mình thích nhất, như vậy thì con sẽ không còn sợ nữa. Hôm sinh nhật Đoá Đoá, Nhược Nam đã đưa cô bé đi chơi cả ngày. Buổi trưa, bỗng có một người môi giới nhà đất đến tìm Nhược Nam. Thì ra, Nhược Nam đã chuẩn bị bán căn nhà này, cô để Đoá Đoá đợi một mình ở ngoài. Đột nhiên, cô bé bắt đầu nói chuyện một mình, cánh cửa sân thượng cũng tự động mở ra. Đoá Đoá chậm chậm đi lên, cầm một cây dao, mở ra một căn phòng, bên trong chứa đầy các bức tượng kỳ lạ. Không lâu sau, cô bé bắt đầu niệm ra câu thần chú kia. Đợi đến khi Nhược Nam phát hiện, cô bé đã nhìn thấy video được quay trong điện đạo đáng sợ kia. Lúc này, Đoá Đoá đột nhiên phát sốt trên xe. Thầy giáo nói với cô bé được bác sĩ chẩn đoán đã bị liệt nửa người do não có vấn đề. Sau đó anh để cho cô lá bùa hộ thân của chị gái mình xin cho, nhưng Nhược Nam thẳng tay ném nó đi. Và bản thân người chị đó như đã dính phải lời nguyền. Trong một buổi ngoại khóa của trường, bà ấy lại cầm cây phôi thủy tinh đang nóng đỏ cho vào miệng mình. Kể từ đó, áp lực tâm lý của Nhược Nam cũng ngày càng lớn hơn, buộc cô phải tìm đến bác sĩ điều trị tâm lý. Cũng vì vậy mà tòa án đã thu hồi quyền giám hộ của cô với Đoá Đoá, nên viện trưởng đã đưa Đoá Đoá rời đi. Nhưng vì quá nhớ con, Nhược Nam lại lén lút đến đón Đoá Đoá về, không may lại bị thầy giáo phát hiện. Nhưng anh ấy bị cảm động bởi tình mẹ con giữa Đoá Đoá và Nhược Nam, cuối cùng quyết định lái xe đưa hai người họ rời đi. Nhưng trên đường đi, bọn họ bị quỷ che mắt, dù có lái đi thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi khúc cua này. Lúc này, bỗng nhiên chiếc xe bị chết máy, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh kỳ lạ. Trên nóc xe đột nhiên phát ra một tiếng cực lớn, Nhược Nam thấy vậy vội vàng đọc câu thần chú, mặc dù thầy giáo không hiểu gì nhưng thấy thế cũng đọc theo. Âm thanh kỳ lạ đó cũng đột nhiên dừng lại. Sau đó, hai người đến tìm một thầy đồng giúp họ trừ tà. Thầy đồng nói với hai người, bọn họ sẽ mạo hiểm cả tính mạng để giúp Nhược Nam, nhưng Nhược Nam buộc phải bảo đảm tuân theo quy định, rằng 7 ngày 7 đêm không được cho Đoá Đoá ăn uống gì cả. Sau 7 ngày thì hãy quay lại đây, bọn họ sẽ giúp Đoá Đoá làm thuật trừ tà. Sau đó, thầy giáo đem máy quay phim kia đi, tự mình điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày sau, Đoá Đoá đột nhiên phát sốt. Bác sĩ nói, trong bụng cô bé không có gì thì làm sao mà uống thuốc được. Quả thật, cô không thể chịu đựng được khi thấy con gái ra nông nổi này. Thế là cô đã phá vỡ quy tắc của thầy đồng. Cô đã mua cho con gái món ăn mà cô bé thích nhất. Một bên khác, thầy giáo mang máy quay phim về, sửa lại dữ liệu của video, còn hỏi thêm tài liệu từ một vài người bạn. Nhưng càng điều tra sâu, hiểu càng nhiều, thì triệu chứng dị thường xuất hiện trên cơ thể anh ấy cũng càng nhiều hơn. Anh ấy điều tra ra tư thế thủ ấn mà nhà họ Trần dùng, nó giống như ấn thủ của Bát Phương Thiên trong mật tông, nhưng lại làm ngược lại. Kết quả, ấn thủ của Bát Phương Thiên mang ý nghĩa là nắm giữ phúc đức, vậy thì ấn thủ đó lại mang ý nghĩa gieo rắc, nhưng mà gieo rắc thứ gì chứ? Mấy người bạn nghiên cứu tôn giáo còn cho anh biết, những dòng chữ xuất hiện trong video rất giống với văn tự trong kinh Phật của Ấn Độ cổ. Qua tìm hiểu, anh tìm được một vị hòa thượng có thể đọc được các văn tự cổ này, biết được ngọn nguồn của các giáo đồ kia, cũng như ý nghĩa của lời nguyền, nhưng anh cũng không có ý định kể chúng cho cô biết. Cuối cùng anh ấy nói, anh ấy rất vui khi Đoá Đoá đã đối xử với anh ấy tựa như một người cha. Sau đó, một thế lực nào đó khiến anh tự đọc ra tên của mình. Điện thoại của Nhược Nam lúc này bỗng nhận được loạt tin nhắn từ anh ấy, chính là video trong điện đạo đã được sửa. Lúc này, cô phát hiện chứng bệnh của con gái ngày càng nghiêm trọng. Nhược Nam ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô muốn con gái nôn ra những thứ vừa ăn vào, nhưng thứ cô bé nôn ra lại là một con sâu. Nhược Nam vội vàng đưa con gái đến tìm thầy đồng, nhưng phát hiện một trong số đó đã qua đời, bà cô còn lại thì tinh thần thất thường. Cô đang muốn đưa con gái rời đi, nhưng cánh cửa đột nhiên khóa chặt lại, bà cô kia cũng không thấy đâu. Lúc này, những bức tượng đều xoay người về phía cô, ánh đèn trong tay liên tục nhấp nháy, sau đó thì không còn thấy Đoá Đoá đâu nữa. Nhược Nam phát hiện Đoá Đoá đang treo lơ lửng trên trần nhà, và giây kế tiếp, cô bé rơi mạnh xuống đất, Nhược Nam cũng vội vàng đưa Đoá Đoá vào bệnh viện. Phần đoạn ban đầu xuất hiện, Nhược Nam nói với khán giả của mình, câu thần chú mà mình hay đọc thuộc một tôn giáo cổ được lan truyền khắp Đông Nam Á. Vì vướng phải nghiệp chướng, cho nên tín đồ phải niệm câu thần chú này để nhận được phước lành. Nếu càng nhiều người đọc, sức mạnh của nó sẽ càng lớn, người đọc sẽ được bảo vệ. Hơn nữa, cô còn công bố video mà A Nguyên đã quay được bên trong địa đạo.
Thì ra, khi A Nguyên và A Đông tiến vào trong địa đạo, bọn họ đã vô tình phá đi các kết giới niêm phong ở bên trong. Bọn họ đã di rời một cái gương bên trong đó, rồi tiến đến một căn phòng bí mật, phát hiện trên bàn cúng có tóc và răng của con người. Còn thứ ở sâu dưới đường hầm chính là tượng của Đại Hắc Phật Mẫu. Trên mặt bàn được đắp miếng vải màu đỏ kỳ lạ. A Đông không biết gì liền giở tấm vải lên, vì vậy mà anh ấy bị lời nguyền bám lấy mình. Lúc này, trong đường hầm phát ra tiếng kêu kỳ dị. A Nguyên muốn dẫn anh ấy đi nhưng lại bị một đám sâu tấn công, những chiếc gương cũng từ từ ngã xuống. A Nguyên đang tìm bóng dáng của A Đông, phát hiện anh ấy đang điên cuồng đập đầu mình lên trên vách đá. Sau đó anh ấy xoay người lại, lộ ra một gương mặt cực kỳ ghê tởm. Nhược Nam vì muốn cứu Đoá Đoá, cô lại giao Đoá Đoá cho trại mồ côi lần nữa. Sau đó trở về thôn nhà họ Trần, vẽ đầy bùa chú lên toàn thân mình. Cô đập vỡ cái gương niêm phong, để lại tóc và răng rồi bắt đầu đọc lời nguyền. Đến lúc này, chúng ta mới biết được sự thật. Thì ra, câu chú đó chẳng hề mang đến phước lành gì cả. Nó được dùng để phát tán lời nguyền của Phật Mẫu đến người lạ. Càng nhiều người dính lời nguyền, sức mạnh của nó sẽ giảm bớt. Và khuôn mặt của Phật Mẫu chính là trung tâm của lời nguyền. Nhìn càng sâu, gánh càng nặng, thế nên họ mới che mặt bà ta lại, tuyệt đối không được nhìn. Thật ra, Nhược Nam đã biết rõ mọi chuyện. Cô đã không ngừng phát tán video nói về lời nguyền đến những người xung quanh cô, là vì để cho người khác gánh vác một phần lời nguyền với mình. Nhưng hiện tại, vì Đoá Đoá, cô sẽ đem lời nguyền này phát tán lên những ai xem được video của mình. Cuối cùng, Nhược Nam nhìn thẳng vào mặt Phật Mẫu, lời nguyền ngay lập tức giết chết cô. Nhưng Đoá Đoá thì vẫn được sống tiếp, có lẽ cô bé sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn.